Hello hello hello, xin chào tất cả các bạn. Khi mà các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Và nếu như các bạn thấy video kênh của Sĩ hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ Sĩ nha. Không để các bạn phải mất thêm thời gian nữa thì chúng ta let's go thôi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shop.sikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Rất là vui khi ngày hôm nay lại được gặp mọi người trên kênh Sĩ Kẹo ấy. Bắt đầu luôn, rất là nhanh luôn mọi người ơi. Và bạn nào mà chưa like cho video thì hãy nhớ là like cho video ủng hộ Sĩ nhá. Cũng như là Sĩ mới tạo một cái kênh mới, do kênh Sĩ Kẹo bị mất đề xuất nên là mình có làm kênh Sĩ Kẹo TV. Cũng rất là mong là mọi người qua bên đó đăng ký kênh ủng hộ cho Kẹo nha. Thì mình sẽ làm nội dung Free Fire trên cả hai kênh mà. Yeah, ok. Vâng nào. Ê, trông cái cánh kiểu bị ngu quá anh em ơi. Cái cánh này là thiên thần xa ngã chứ không phải là cánh thiên thần bình thường nữa rồi. Yeah, và dạo này thì phải nói là Sĩ có cái cảm giác gì với mấy cái cây súng tiểu liên anh em ơi. Chắc là MP40 thì Kẹo sẽ rất là ít chơi thôi, thề. Kiểu như là mình cầm MP40 ấy, mình bắn nó cứ ngao ngáo thế nào ấy. Yeah, yeah. Nên là dạo này thì Sĩ sẽ luyện tập thêm cái cây súng, đấy là shotgun M1887. Ok, bắn rất sướng thôi nha anh em. Có thể là cái skin shotgun của mình nó mạnh hơn skin MP40 chẳng hạn, nên là mình mới cảm giác thế thôi. Đó, thanh niên nào ở đây? À, thấy rồi. Bình tĩnh nào. Yeah, và anh em ơi, bảo rồi nhá. Đứa nào không like chặt cu. trêu tí nhá. Yeah. Vâng, hiện tại trang bị của Kẹo vẫn rất là nghèo, ngoại trừ có mỗi game giáp 3, cái mũ 3 thì trêu tí. Trang bị thế này là ngon rồi. Cũng như là có súng là AK này, AK dùng xanh này, shotgun M1887 các kiểu mới xịn sò. Ê mà thằng nào vừa ở đây sao Kẹo không thấy AD rồi? Ê. này nhá, cấm chạy nhá. Ê, nhưng mà dự mô Kẹo cái đạn rồi, từ Kẹo sẽ xuống nhá. Mấy cái thằng này chuẩn bị là xác định với Sĩ Kẹo đi anh em ơi. Hôm nay là Kẹo chơi khô máu luôn, là không phải chơi giống như mọi ngày nữa. Nó chạy kìa. Ê. Yeah. Chạy là chạy thế nào? Đùa. Chạy với Kẹo cơ. Ôi, bạn ơi, bạn cứ làm như kiểu là nhưng mà anh em có thích nghe nhạc kiểu này không? Sáng thì Kẹo hay nghe nhạc kiểu này. Là mình chơi game thì cảm giác là thoải mái và lấy top 1 rất là dễ luôn. Một thông báo quan trọng dành cho tất cả những người chị em đang xem trên kênh của Sĩ nha. Sĩ đang ép ơi, Sĩ đang không có người yêu à, nhưng mà năm nay 22 tuổi. Nói chung là cũng già rồi, thế nên là kiếm người yêu hơi khó. Không biết là có bạn nữ nào đang ế không thì thôi, hay là mình nếu em không phiền thì làm người yêu anh nhé, được không? Thế ạ. Xem nào, một cái bộ sửa chữa thì cũng rất là hay. Và mục tiêu ngày hôm nay try hard lấy top 1 rồi nhá. Được chưa anh em? Đó, nó cứ vậy, try hard nào. Lên nào anh em ơi, nên là Kẹo mở nhạc nó cứ phải gọi là sung từ đầu đến cuối luôn. Nhưng mà anh em nghe, anh em có thấy áp lực không? Nếu mà anh em thấy áp lực, anh em sợ quá bảo anh ơi, nhạc anh mở nghe điếc tai quá, thì chắc là Kẹo cũng không biết nói gì thêm đúng không? Yeah, ok. Ê, lâu lắm rồi mình ngồi đây chơi game nghiêm túc ấy. Thế nên là các bạn nhớ xem hết từ đầu đến cuối video nha. Không là Kẹo sẽ dỗi đó. Cũng như là tất cả những bạn fan mới nào. Bạn nào mà fan mới vào xem là comment nào, Sĩ Kẹo sẽ trả lời comment của các bạn nha. Nhưng mà em, anh cứ nâng giáp đã. Yeah, ok. Wow, UAV nhưng mà có ai đâu, làm gì có ai trong UAV đâu. Đảo đâu ra người bây giờ anh em. Kiểu là bây giờ tình hình là kiếm người hơi bị khó. Câu có công nhận với tôi thế không? Yeah. Nhưng mà còn có 15 đứa à, cứ bình tĩnh anh em ơi, từ rồi khoai sẽ nhử nhá. Ê, có người. Rồi, mưa đừng rơi. Mưa mà rơi là bắn chết mê mấy cái đứa này luôn. Yeah, đâu rồi. À đây à? Nhảy. Ui, nữa nhảy à? Đầu sừng này. À, nhờ nè. Khoan anh em ơi, mình nghĩ là chúng ta dựng bông keo cái đã. Đấy, cẩn thận lắm. Nào, làm sao? Xuống đây. À, đầu sừng à? Ui, ê, bạn nào kia,
Ê bạn ơi, ui bạn ơi, ui đừng, đừng bắn sĩ. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Sĩ sợ quá anh em ạ. Ê trêu xíu ơi, sợ gì mấy thanh niên rơm rơm này anh em, để quấn nem cái đã. Quấn máu cho đầy cây chơi game thì mới tự tin được anh em. Nhưng mà kiểu cảm giác là tôi nói kiểu gì nó cứ líu lưỡi nhờ. Chắc là mấy các bạn xem trên kênh của sĩ kẹo xinh gái quá nên là làm sĩ kẹo bối rối anh em. Ôi, từ nãy giờ sĩ cứ bối rối ấy. Dạ, nào, còn có 10 đứa. Ôi, nghe nhạc phiêu vậy. Nhạc phiêu này đeo dành thì thôi rồi, chứ còn gì nữa. Dạ, và sĩ sẽ cố gắng nói cái giọng sao ngọt ngào xíu nhá. Ôi, sợ các chị em rụng trứng rồi. Tôi nói ngọt ngào lúc nào chẳng được. Đấy, chẳng qua là các chị em có thích nghe không thôi. Nhưng mà ê, ở bên dưới không ai á. Ôi chán ấy, không ai á. Đây, mình đang chạy rong đây. Các bạn ạ, mình đang chạy rong chơi. Nhưng mà bảo rồi đấy, bây giờ là sĩ chưa có quân đoàn đâu. Nên là bạn nào cho sĩ chừa chấp con bot này cái. Yeah. Oh, hết shot. Được luôn, được luôn. Thế mấy ông nào kiểu này, bạn ấy hết sau nhỉ. Ê, easy game anh em. Hôm nay cảm giác easy game vậy. Mặc dù là tôi chả có động lực gì cả, chỉ có động lực là anh sĩ ơi, anh làm video đi, nhiều nhiều lên cho bọn em xem ok nhá. Anh ghi nhận nhá. Ôi, đừng bắn cái thằng gì này. Cứu. Các bạn tôi sợ quá. Rồi, cột máu cái đã. Khổ quá anh em ơi. Người ta đã làm gì bạn kia đâu, xong rồi bạn kia bạn bắn mình ghê ấy. Này nha, bình tĩnh thôi, người anh em bầu trời bình tĩnh thôi, người anh em làm tôi sợ quá. Tôi sợ chạy vào trong với tôi không chơi game với đâu. À, đây rồi. À thế à? Woo, yeah. 22 máu mình vẫn ăn được nó luôn. Các bạn là thằng bé đang chạy vô nên là không bắn thì không có được nên là thương quá bạn ơi. Úi dồi ôi, tôi thương bạn như thương cây bảng lon luôn. Yeah, chúng ta có gì đấy? Wow, có thêm bông keo này. Xịn ghê nha, có thêm bông keo là ổn rồi đó. Yeah. Nhưng mà ở đây có một cái xe nhá, chúng ta đi xe đi anh em ơi. Bởi vì là tầm này kẹo cũng hơi ngại đi bộ mỏi chân lắm. Kể mà có bé nào dẫn đi thì vui đúng không? Chứ đi bộ một mình mỏi chân lắm, không có đi bộ đâu. À, bố mới thấy rồi nhá. Làm sao? Xuống đây, thằng đầu sừng kia tới bẻ. Tao bẻ sừng mày bây giờ. Ui, sợ quá. Sợ quá. Ơ bạn ơi, bạn bị đơ à? Ui, bạn bị đơ. Ui, cái méo. Chết mẹ, ở trên của M19. Ê đừng. Đừng anh ơi, đừng. Em xin lỗi, em động đến anh. Em nhầm anh ơi. Đừng anh, em sợ. khổ quá. Mình đi. Em sợ anh ơi, anh đừng có xuống nha. Em sợ nha, anh đừng có xuống. Em sợ. Sợ ba hay là. Ê, nó cứ thấp thỏ cái đầu anh em, nó tính chơi tôi cơ. Nào. Bạn ơi, ui nó không đi, chạy. Nó không đi. Này, thằng kia. Mày có thích nhờ với tao? Nhưng mà nó dựng bóng kèo ở trên rồi sao? Lên này. À, bây giờ chúng muốn làm sao? Hả? À, ui. Cái mẹ dính ngay mấy trái mìn thì tôi bỏ mẹ rồi. Thế là kẹo nhanh trí dựng bóng kèo nên là địch nó sẽ không làm gì được kẹo đâu các bạn. Các bạn thấy ổn không? Ui thôi, thông minh quá. Tự nhiên thấy kiểu bản thân mình thông minh quá luôn anh em. Yeah. Còn mấy đứa đấy? Còn 6 đứa. À, nhưng mà kiểu gì cũng phải bắn nó mà. Ui ra đây à? Thề luôn anh em. Sao chứ? Chứ bạn ơi, mà nhảy xuống bạn thấy là bạn có sanh mộ sớm không? Ôi ôi, tôi thương bạn quá. Các bạn thanh niên nhảy xuống ngay là tôi headshot vỡ đầu. Này nhá, đứa nào bây giờ coi thường sĩ kẹo đi anh em. Dạo này sĩ bắn hơi bị lên tay nhá. Ê thực hiện, đứng lại. Ê. Nào. Bạn tính chạy đi đâu hả? Bạn chạy đâu? Đây đúng không? Ê, đây rồi. Woo, yeah. Huh, baby real. Mấy thanh niên này. Để chơi anh em. Yeah, chơi game đau tim vãi cả trường ra luôn. Không hiểu sao cái khu căn nhà quân que này nó lại có thể đông người như thế không ạ? Ơ, tôi bắt đầu tôi cảm thấy áp lực quá. Áp lực không thở được. Yeah. Theo chân sĩ nha, chắc là sĩ xem lên trên xíu đấy. Thì phải nói là combo súng bắn rất ngon này. AK dòng xanh này, Sun Gun M1887, combo này không auto top 1 thì chắc là tí nữa kẹo xóa cũ game đi anh em ạ. Yeah, hôm nay chia sẻ cho các bạn combo top 1 nhá. AK dòng xanh và Sun Gun M1887. Nhưng mà các bạn phải có skin nó xịn tí chứ anh em cầm cái AK không mà thật sự cũng hơi đuối ấy. AK dòng xanh thì sức mạnh của nó cũng hay hơn. Ê, có người à? Này,
Ờ, tôi tưởng có người cơ nhưng mà làm gì có ai đâu. Ngáo lắm rồi, ngáo lắm rồi anh em ơi. Chị em có thương tôi không? Chưa bây giờ để Sĩ Kẹo cô đơn một mình này, Sĩ Kẹo dỗi, Sĩ Kẹo không làm video đâu á. Nên là nếu mà chị em nào thương tôi thì thương tôi đi. Link Facebook thì mình để bên dưới phần mô tả nha. Ê ê ê ê ê ê ê. Câu thấy không? Đấy là cách mà tôi sẽ đi kiếm người yêu ấy. Còn anh em ơi, trời cũng chuẩn bị đông rồi, lạnh rồi, thì anh em cũng lo đi kiếm người yêu đi rửa. Nhưng mà nói tiếng Nghệ An nhưng mà Sĩ đâu biết nói tiếng Nghệ An đâu, nên là ngồi xàm xàm với các bạn. Xàm xàm xíu xíu, xàm xí đúng rồi. À bây giờ làm sao? À đây rồi. Ui rồi, con mồi ngon đây rồi. Ui, anh ơi, em sợ quá. Bảy máu ấy. Ui đừng anh ơi, đừng. Em xin anh ơi. Ui, sao thằng kia nó chạy ghê vậy, ping cao à? Ôi chết mẹ rồi, tự nhiên ping cao anh em ơi, bỏ mẹ rồi. Nó lên xe đúng không? Xuống đây. Ê đừng bạn ơi. Đi. À thế. Yeah. Thế là ok. Nhưng mà tập này chỉ còn thằng cuối đi. Wow, mình giết 10 mạng rồi, 10 kill top 1 hôm nay nhá, cố gắng luôn, phá vỡ kỷ lục luôn. 11 kill top 1 cho anh em xem nha, anh em tin không? Anh em có tin tôi không? Anh em phải tin tưởng tôi chứ. Nhưng mà đây thì Kẹo sẽ lượm thêm bóng keo đấy, nhiều bóng keo quá anh em ơi. Nhiều bóng keo thế này thì xài bao giờ cho này hết đây ta. Rất nhiều bóng keo nhưng mà thôi, Kẹo lấy 12 trái thôi anh em ạ. Lấy nhiều quá để làm cái gì, có chỗ chứa đâu, khổ. Nhưng mà tôi nói phép thôi anh em, mấy cái ba lô ba của tôi toàn đùng anh em, còn chứa được cả các chị em không mà. Đấy, mà dạo này tôi thấy là các chị em cứ thích làm bé mèo này, lại bé gì đấy, bé thỏ này, nhức đầu quá anh em ạ. Nhưng mà nên là anh em mới được hỏi, là mấy chị em hay hỏi ấy, là anh có thích nuôi mèo, anh nuôi em đi. Thì thường là mèo là sẽ ăn ít và sẽ ít tốn cơm thì thôi, nuôi mèo cũng được mà các ông mà. Nhưng mà tôi thích nuôi các bé mèo cơ. Đó, hợp lý không? Quá là điều hợp lý luôn. Yeah, thằng quấy đi quấy. Chỗ đâu? À, anh mà tìm ra chú ơi, chú sắt con mẹ nhà bà Định nhắm. Nhưng mà, ê cái này không? Ngứa cả mắt anh em. Ê này, làm sao? Phát quà đúng không? Anh xin. Nếu mà phát quà thì thôi, Sĩ lại chạy qua, Sĩ lượm đồ này anh em ạ. Phát quà mà. Yeah. Đâu rồi, thằng quấy đâu? Nhưng mà chưa thấy nó đâu cả, nên là chúng ta cứ lượm đồ cái đã. Ê, đây ơi, đây, nó ngay đây. Bình tĩnh. Ê, đừng nhá. Cái mẹ, đâu. À, thế ạ. Đâu chạy ghê vậy. Hay chờ, ơ, mày cứ. Ô, cái gì ấy? Vãi. Ô, thế ạ. À, buya. Yeah. Ok, anh em ơi. Và chắc là Kẹo cũng sẽ hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye. Yêu các bạn rất là nhiều nha. Bye.